Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Món ăn tối cực bổ, biết sớm ăn sớm sẽ sống thọ hơn 100 tuổi, rất tốt cho sức khỏe. Rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả của kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, chắc hẳn trong số nhiều gia đình Việt thì bữa tối luôn là một bữa ăn quan trọng, ấm cúng, là dịp để tất cả các thành viên trong gia đình cùng nhau quây quần, sum họp và cùng nhau giải tỏa căng thẳng sau một ngày dài, phải không ạ? Cũng chính bởi lẽ đó, cho nên các bà nội trợ thường dành mọi tâm huyết cho bữa tối, nấu nhiều món ăn ngon, những mâm cơm đầy ắp thức ăn phục vụ gia đình. Thế nhưng theo quan niệm của y học hiện đại, một bữa tối chất lượng, đảm bảo sức khỏe là khi chúng ta ăn vừa đủ, ăn không quá no. Điều này ngược lại hoàn toàn với quan niệm ăn uống của người Việt Nam. Vậy thì ngay từ hôm nay, chúng ta hãy thay đổi thói quen ăn tối của mình và đặc biệt là bổ sung vào thực đơn tối những loại thực phẩm sau đây để vừa bổ dưỡng, vừa ngon lại tốt cho sức khỏe. Mời các bạn cùng theo dõi. Việc lựa chọn thực phẩm trong bữa tối cũng là cách mà chúng ta quyết định chính sức khỏe của bản thân. Do vậy hãy cân nhắc đưa những loại thực phẩm sau vào thực đơn bữa tối của gia đình mình nhé. Thứ nhất, ăn chuối buổi tối giúp ngủ sâu hơn. Ăn một quả chuối trước khi đi ngủ sẽ giúp giấc ngủ được sâu và ngon hơn. Ngoài ra, chuối có khả năng giải phóng năng lượng trong khi bạn đang ngủ. Chính vì vậy, việc ăn chuối vào bữa tối là cách giảm cân thần kỳ. Hơn nữa, chuối là loại thực phẩm rất giàu chất xơ và ít calo. Một quả chuối chỉ chứa từ 80 đến 100 calo, nên từ lâu, chuối đã được chị em phụ nữ tin tưởng sử dụng trong thực đơn giảm cân hàng ngày. Nếu bạn đã lỡ ăn quá nhiều thức ăn giàu tinh bột và chất béo vào bữa tối, cách tốt nhất là bạn nên ăn thêm một quả chuối sau đó. Thứ hai, một cốc sữa nóng không đường giúp đốt cháy lượng chất béo dư thừa. Nếu bạn uống sữa ấm không đường trước khi đi ngủ, nó sẽ giúp bạn đốt cháy lượng chất béo dư thừa tồn tại trong cơ thể. Bạn nên chọn sữa nóng thay vì sữa lạnh, và sữa bạn uống nên là loại sữa không đường, chứa ít chất béo. Ngoài ra, việc bổ sung các chế phẩm từ sữa sẽ giúp bạn dễ dàng kiểm soát được trọng lượng và giúp cơ thể khỏe mạnh, bớt mệt mỏi, ngay cả khi bạn đang thực hiện một khẩu phần ăn kiêng nghiêm ngặt. Không chỉ giúp giảm cân, uống sữa còn là cách để bạn chăm sóc làn da khi đang ăn kiêng. Thứ ba, nước cam tốt cho tiêu hóa. Cam không chỉ là loại trái cây mang lại nhiều vitamin, mà nó còn giúp bạn giảm cân một cách khỏe mạnh và an toàn. Cam rất tốt cho hệ tiêu hóa đường ruột, giảm sự tích tụ độc tố do cam có chứa nhiều dinh dưỡng phong phú, giàu vitamin C, canxi, phốt pho, kali, axit citric carotin, chất xơ, v.v. Thứ tư, đu đủ giúp da dẻ mịn màng và tươi trẻ. Đu đủ có chứa một loại enzyme đặc biệt có khả năng kích thích sự tái tạo da, làm da mịn màng và tươi trẻ. Một quả đu đủ chứa hầu hết các vitamin có lợi cho da như vitamin A, E và C. Ăn đu đủ chín mỗi ngày giúp da bạn căng mịn và trắng hồng thấy rõ. Hoặc bạn có thể thêm một chút sữa tươi vào làm món sinh tố đu đủ, vừa ngon miệng vừa đẹp da. Thứ năm, ăn sữa chua buổi tối để hấp thụ tốt nhất. Thực tế, ăn sữa chua vào buổi tối trước khi đi ngủ là tốt hơn cả. Vì tại thời điểm này, bao tử đã tiêu hóa một phần thức ăn nhưng chưa rơi vào trạng thái rỗng hoàn toàn. Độ pH của bao tử là môi trường lý tưởng cho các vi khuẩn có lợi trong sữa chua tồn tại. Khi ăn sữa chua trước khi đi ngủ, chúng ta đang gián tiếp bổ sung thêm chất bổ dưỡng cho suốt một đêm ngủ một cách nhẹ nhàng và đạt hiệu quả cao nhất. Chính vì thế, đây là thời điểm cơ thể hấp thụ sữa chua được tốt và an toàn nhất cho mọi đối tượng. Thứ sáu, ăn bí đao buổi tối giúp giảm cân hiệu quả. Bí đao tuy được coi là thực phẩm lành mạnh cho sức khỏe với những người muốn giảm cân, vì sử dụng bí đao giúp đẹp da hơn mà bạn cũng không cần kiêng khem quá khắc nghiệt. Khi áp dụng cách giảm cân này, bạn chỉ nên ăn 4 lần một tuần và thực hiện trước 7 giờ tối để cơ thể thích nghi. Bạn có thể ăn bí đao như một món chính trong bữa tối cùng cơm, canh, v.v. Sau đó, khi đã quen,
bạn hãy dần dần thay thế bí đao, thay cơm hoàn toàn để việc giảm cân thực sự hiệu quả. Thứ bảy, trà hoa cúc giúp ngủ ngon. Trà hoa cúc là liều thuốc tự nhiên tốt nhất. Uống một cốc trà hoa cúc trước khi đi ngủ sẽ khiến cho giấc ngủ sâu và ngon hơn. Ngoài ra, để tránh tăng cân do ăn uống buổi đêm, bạn không nên ăn nó như mộc nhĩ. Thực phẩm này sẽ cung cấp một lượng dinh dưỡng dồi dào. Tuy nhiên, nếu dùng mộc nhĩ vào bữa ăn đêm, dạ dày sẽ khó hấp thụ, các thành phần dinh dưỡng sẽ bị giảm bớt hoặc chuyển hóa thành thành phần độc hại. Theo thói quen ăn uống của nhiều gia đình Việt, bữa tối thường là bữa ăn phong phú và thịnh soạn nhất trong ngày. Nhưng ít ai biết rằng, ăn tối sai cách cũng sẽ gây ra những tác hại khôn lường đối với sức khỏe. Có khá nhiều thực phẩm bổ dưỡng nhưng lại nằm trong danh sách đen, không nên ăn vào bữa tối vì cực kỳ hại sức khỏe. Sau đây là những thực phẩm bạn cần tránh ăn vào bữa tối, hoặc là phải tuyệt đối kiềm chế, ăn với số lượng càng ít càng tốt. Mặc dù chúng chỉ gây ảnh hưởng mang tính gián tiếp, nhưng nếu duy trì lâu dài thành thói quen thì hậu quả sẽ rất nặng nề. Thứ nhất, gừng. Gừng là gia vị có tính nhiệt, có tác dụng làm ấm cơ thể, xua tan lạnh giá, làm ấm dạ dày và phát huy tác dụng lưu thông máu. Buổi sáng ăn gừng có thể tăng tốc lưu thông máu, giúp cơ thể tỉnh táo, minh mẫn tinh thần, toàn bộ cơ thể trở nên ấm áp. Nhưng vào ban đêm, nếu ăn gừng sẽ làm cho tinh thần bị hưng phấn thái quá, ảnh hưởng lớn đến giấc ngủ. Khi cơ thể cần nghỉ ngơi để các cơ quan chức năng bên trong làm việc, thì gừng lại trở thành tác nhân làm cản trở nhịp sống bình thường của cơ thể. Điều này nếu diễn ra thường xuyên sẽ gây thiệt hại và xáo trộn không cần thiết cho cơ thể, đồng thời làm đảo lộn quá trình làm việc bình thường vào ban đêm của các cơ quan trong cơ thể. Thứ hai, đồ chứa nhiều dầu mỡ. Vào bữa tối, bạn nên chọn những món ăn thanh nhẹ, tránh xa những thực phẩm chiên rán hoặc những thứ chứa quá nhiều dầu mỡ. Thực phẩm có dầu mỡ chứa lượng cholesterol cao hoặc các món nội tạng động vật, nếu ăn vào bữa tối sẽ làm tăng gánh nặng cho hoạt động của đường ruột, dạ dày, gan, túi mật và tuyến tụy. Khi các cơ quan tiêu hóa phải làm việc nhiều, sẽ kích thích trung tâm thần kinh, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. Đặc biệt những bệnh nhân đang điều trị bệnh cần phải kiểm soát chặt chẽ. Thứ ba, thực phẩm giàu canxi. Bạn cần nhanh chóng xóa tên những món ăn giàu canxi trong thực đơn dành cho bữa tối như tôm, hải sản có sụn và những thực phẩm chứa nhiều canxi khác. Vào bữa tối, đặc biệt là khi đã đi ngủ, các cơ quan trong cơ thể cũng sẽ ở trạng thái nghỉ ngơi. Nếu dùng nạp quá nhiều lượng canxi, cơ thể không hấp thụ, cũng không đào thải, tích lũy lại trong thận và đường tiết niệu gây sỏi. Thứ tư, đồ ngọt. Nhiều người thích ăn món tráng miệng, đồ ngọt sau bữa ăn tối. Ăn như vậy tạo cảm giác đó là một bữa ăn hoàn chỉnh. Hoặc đôi khi ăn hoa quả sau bữa ăn tối mới sang hoặc sạch miệng. Nhưng trên thực tế, các chuyên gia cho rằng ăn chất ngọt vào bữa tối sẽ rất dễ tạo gánh nặng lên hệ tiêu hóa. Mặt khác, món ăn tráng miệng chứa đường đa phần là những món khó tiêu hóa vào ban đêm. Chúng sẽ nằm yên trong cơ thể và nhanh chóng chuyển hóa thành chất béo, dễ dẫn đến béo phì. Tác hại của bệnh béo phì đã được cảnh báo quá nhiều, bởi qua thời gian nó sẽ dẫn đến bệnh tim mạch, nguy hiểm đến tính mạng hoặc giảm tuổi thọ. Thứ năm, thịt đỏ. Thịt đỏ có rất nhiều đạm và chất béo, nên cơ thể cần nhiều thời gian để tiêu hóa hơn các loại thực phẩm khác. Do đó, muốn có một giấc ngủ sâu bữa tối, bạn nên tránh ăn thịt đỏ mà nên chọn những thực phẩm dễ tiêu hơn như thịt trắng, rau xanh, hoa quả, v.v. Thứ sáu, thực phẩm cay. Các loại thực phẩm cay thường gây nóng hoặc kích thích các giác quan, thậm chí gây ra chứng ngợ nóng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và làm rối loạn dạ dày. Nếu ăn đồ cay trước khi đi ngủ sẽ gây khó chịu cho cơ thể và ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của bạn. Thứ bảy, sô-cô-la. Mọi loại sô-cô-la đều có chứa caffeine, một chất kích thích giúp chúng ta tỉnh táo và không buồn ngủ. Vì vậy, nếu bạn ăn sô-cô-la trước khi đi ngủ sẽ khiến cơ thể không rơi vào trạng thái tĩnh tâm để điền vào giấc ngủ, gây khó ngủ. Điều này không hề tốt cho sức khỏe tí nào đâu nhé, vì nó làm cơ thể nghỉ ngơi sau một ngày dài hoạt động. Thứ 8, thực phẩm dễ gây đầy hơi.
Một số thực phẩm trong quá trình tiêu hóa sẽ sản sinh ra một số lượng lớn các khí, gây đầy hơi, chẳng hạn như đậu, bắp cải, hành tây, ngô, chuối và một số thực phẩm khác. Cảm giác đầy hơi không chỉ làm khó chịu cho dạ dày, hệ tiêu hóa bị ảnh hưởng, tâm trạng bất an khó ở, mà còn ảnh hưởng đến giấc ngủ. Vì vậy, buổi tối cũng nên tránh ăn thực phẩm này. Thứ 9, người bị nóng gan không uống sữa vào ban đêm. Những người bị nóng gan nếu uống sữa vào ban đêm cũng giống như hành động đổ dầu vào lửa vậy. Gan bạn sẽ càng nóng ran lên, không còn đủ sức để đảm nhận chức năng thải độc. Sau khi gan bị nóng, sẽ xuất hiện cảm giác khát nước, háo nước liên tục. Bạn sẽ thức dậy uống nước nhiều lần và trở thành nạn nhân của bệnh mất ngủ. Khi bị nóng gan cũng sẽ sinh ra các chứng dị ứng, một số triệu chứng khác như khó tiêu và các vấn đề bất cập đối với sức khỏe phát sinh sau đó. Thứ 10, trái cây nhiều vitamin C. Trái cây rất tốt cho sức khỏe, giúp bổ sung vitamin, khoáng chất, chất xơ. Tuy nhiên, không phải chúng ta muốn ăn trái cây lúc nào cũng được, đặc biệt là những trái cây có muối, giàu vitamin C như cam, quýt, bưởi. Khi ăn vào bữa tối, vitamin C sẽ chuyển hóa thành chì trong bụng chúng ta, gây nặng bụng. Đồng thời chất chua làm tăng thêm hàm lượng axit trong dạ dày, gây khó tiêu, dễ dẫn đến viêm dạ dày. Ăn nhiều vào bữa tối còn dẫn đến đầy khí trong bụng, gây chứng bụng, khiến chúng ta khó khăn trong việc tiêu hóa thức ăn. Do đó, bạn nên hạn chế những loại trái cây này sau bữa cơm tối nhé. Nếu muốn ăn, chỉ nên ăn một lượng nhỏ và cách cơm tối 30 phút để thức ăn được tiêu hóa bớt. 11. Ăn phô mai và phô mát. Có lẽ không ai là không thích phô mai và phô mát. Chúng chính là một phần tạo nên hương vị béo ngậy, thơm ngon cho món ăn. Nhưng ăn bất kể thời điểm là không tốt đâu nhé. Nếu bạn ăn phô mai, phô mát vào buổi tối sẽ dẫn đến chứng khó tiêu. Lượng chất béo còn khiến bạn tăng cân chóng mặt. Bên cạnh đó, các chất béo bão hòa, cholesterol có khả năng làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim. 12. Uống nước có ga, còn gây khó ngủ. Nhiều người có thói quen uống một ly rượu vào bữa tối để dễ ngủ. Tuy nhiên, nó trái ngược hoàn toàn và dễ khiến bạn trằn trọc nguyên đêm, không thể nào ngủ được. Bạn cũng không còn năng lượng để ngày hôm sau hoạt động. Chúng ta hay có thói quen sau bữa cơm tối hay uống các loại nước có ga để thức ăn tiêu hóa tốt hơn. Nhưng điều này là không nên. Các chất béo bão hòa, caffeine, đường trong nước ngọt có ga không hề có tí giá trị dinh dưỡng nào với cơ thể. Không những vậy, còn khiến bạn khó ngủ. Tối là lúc chúng ta hay thèm đồ ăn bất chợt và hay lấy những gì có sẵn trong nhà để ăn hoặc mua bên ngoài về. Tuy nhiên, có những thực phẩm chúng ta hoàn toàn không nên ăn vào bữa tối vì chúng không những không mang lại lợi ích mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Do vậy, hãy xây dựng cho mình thói quen ăn uống lành mạnh để giúp duy trì sức khỏe luôn trong trạng thái tốt nhất nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.